dẫn cho mọi người cách chèn cái địa chỉ Google Maps vào cái website, cái Google Maps mục đích để cho khách hàng họ biết đến mình và họ tìm kiếm đến mình rất là dễ dàng. Thường một cái địa chỉ map thì thường mà mình sẽ chèn vô cái mục liên hệ này, hoặc là mình dưới cái booster để cho khách hàng tiện họ tiện xem. Thì đây mình sẽ ví dụ chèn vô cái mục liên hệ nhé quý vị. Thì để lấy cái Google Map thì chúng ta mới vô cái địa chỉ là Google Map này. Chúng ta sẽ gõ một cái địa chỉ của họ đây. Ví dụ đây, ví dụ nào cái vị trí map của họ đây. Vô đây mình sẽ có mục chia sẻ nhé. Chia sẻ. Đây là liên kết chia sẻ. Cái này thì mình có thể gửi trực tiếp cái địa chỉ này cho họ, hoặc là chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội. Đây. Cái này mình sẽ nhúng bản đồ này. Đây là cái rất quan trọng này. Đây chúng ta nó có những cái vị trí này, nhỏ này, trung bình này, lớn này. Đó, chúng ta có thể chọn được các kích thước. Chúng ta sẽ copy nhé. Copy đây mình chèn nó mục liên hệ này. Mình sẽ chọn là sửa trang. Chọn là edit with UX này. Đây thực sự là một cái test phần chèn cái HTML thôi quý vị. Đây mình sẽ chọn các cái trường. Đây nó có rất là nhiều cái trường. Là muốn chèn ở dưới bút này đi. Sau đó mình sẽ thêm một cái test vô đây. Đây mình sẽ chèn xong rồi này. Đó, cái này thì cái mình chiều cao mình thấy ok rồi. Giờ mình thấy chiều rộng thôi. Đây mua cái code mình chỉnh sửa lại. Đây chiều cao là 600, có thể điều chỉnh lại. Còn cái phần chiều rộng của nó. Đó, mình cân cái độ cân đối cái này cho mình cảm thấy ok thì mình bấm apply xong update nhé. Xong mình ra cái phần giao diện này đi thì để coi nó xin nào, nó vô liên hệ đây. Đó thì nó sẽ có cái bản đồ map của mình ở ngoài này rồi. Ngoài ra thì chúng ta muốn thêm cái địa chỉ map ở dưới phần footer này, chúng ta có thể vô cái phần quản trị. Chúng ta sẽ mục vô cái mục where web này, where web. Ở đây nó có footer 1, footer 2 này. Mình muốn tùy chỉnh chỗ nào thì mình có thể chèn chỗ đó. Để làm việc này thì chúng ta phải chèn cái gọi là HTML. Đây poster 1 như vậy. Thì sẽ dán vào cái bản đồ vào. Đây mình chưa có đúng vị trí đây. Còn cách nhanh nhất thì chúng ta sẽ vô trực tiếp vào đây này. Edit ngoài trang chủ luôn. Đây nó có 3 cột nhé. Đấy, cột 1 này, cột 2, 3, cột số 2 còn trống, có thể thêm. Rồi mình biết thêm một cái chỗ nào đó thì nó tùy chỉnh rất là tốt này. Đó, bản đồ này thì nó
khá nhỏ, nó không phù hợp. Ví dụ mình muốn chèn ở trong cái đây luôn đi, trong cái dưới phần Facebook. Quý vị, đây là cái bản đồ đây. Thì mình thấy cái vị trí này nó khá là cao, thì mình sẽ chữa lại. Ba chấm thôi. Đó, mình sửa lại. Bấm OK. Apply. Chúng ta ra ngoài trang chủ coi nó sẽ hiển thị ra sao nhé. Đây, sẽ nằm đây. Thì nó sẽ tương xứng không có đẹp phù hợp với lại là nó không có đẹp. Muốn xóa này. OK mà lưu. Đó. Cũng khá là đơn giản. Mình muốn là chèn ở giữa này luôn này. Đó, thì cái này nó hơi nhỏ nó không bị, thì mình sửa lại này nó cho nó bằng cái mục liên hệ luôn đi, 2014 đi, apply. OK đó, đưa thẳng vào trong chỗ luôn, rất là thuận tiện. Vừa rồi thì mình có hướng dẫn cho mọi người cách chèn một cái vị trí bản đồ Google Map lên website, khá là đơn giản với WordPress. Mình cũng xin tạm dừng video tại đây. Hẹn mọi người trong một cái video kế tiếp nha.